cái ông này á, dạo này như chiếc xe máy vậy đó, muốn cháy lúc nào thì cháy, thiệt là đỡ không kịp luôn đó. Về nhà còn tệ hơn nữa, không có nói được tiếng nào hết á. Có phải là do cái bạn của chị không ta? Nhưng mà chị lo giọng quá trời luôn rồi, ổng còn muốn gì nữa. Chức nè, cho mình hỏi cái này nha. Mấy anh em làm việc với nhau suốt ngày, có khi nào ảnh nói với chức hay là chức biết ảnh muốn học hành hay là dự tính làm ăn gì đó không? Chị tính làm gì hả? Có lẽ là bây giờ mình phải nghĩ cách giúp cho ảnh làm chuyện gì đó. Nếu mình biết ảnh làm gì đó và phụ được, mình hy vọng biết đâu khi đó ảnh đỡ hơn. Em không biết là ảnh có muốn cho chị biết không, nhưng có lần nhậu chung á, ảnh nói ảnh đang muốn có phòng mạch riêng, rồi sau đó có trương thành bệnh viện tư. Ông này ổng có tham vọng lớn lắm đó chị. Phòng mạch riêng hả? Ừ. Chú chết. Ủa, Tuyết Minh. Trời đất ơi, lâu quá không thấy xuống thăm chú. Vô đây, vô đây. Dạ. Vô đây con. Trời ơi, vô đây con. Lâu quá sao chú không ghé con chơi vậy? Trời, con ngạc quá. Chú không có hàm con ơi. Uống nước đi con. Dạ. Về bển vài bữa rồi qua chơi với ba nha con. Dạ. Chào ba đi con. Chào ba con về, bye ba. Con ra cho chị Tú đi. Con chào ba. Chào con. Chị. Dạ. Sau này anh đón con đi về thì anh chở luôn ở bên kia đi nha. Anh thừa biết là em không muốn tới đây rồi kia mà. Ừ, tại muốn gặp em. Bên đó gặp em đâu có nói được gì đâu. Anh nói gì vậy? Ừ, thì lâu lâu em phải cho con nó ăn cái món nó thích chứ. Một tháng gà rán 1-2 lần, uống coca 1-2 lần đâu có sao đâu. Trời đất ơi, anh lại cho nó ăn nữa đó hả? Em sao vậy? Đừng có khó con như vậy, nó chưa tới 10 tuổi mà. Nè, nếu như mà em khó đó, thì em đã không cho nó qua đây chơi với anh rồi. Mà sao kỳ vậy? Những thứ mà em cấm á, qua đây anh lại cho nó ăn là sao? Vậy thì làm sao em dạy nó được? Nhưng mà nó... Nè, chị vừa phải thôi nghe. Đừng có ỷ là đang nắm thằng con trai duy nhất của ảnh, rồi muốn nói gì thì nói. Bây giờ thử đem ra tòa xử đi, coi thử ảnh có giành được quyền nuôi con không. Trời ơi, em ra đây chi vậy? Vô nhà đi. Em không vô. Mấy cái món đó hồi tối á, anh Kim đi mua, nhưng người mua là em nè. Muốn nói cái gì á thì cứ nói với em. Nè cô, nếu như cô muốn nuôi con cái bằng mấy cái món đó, sao cô không đẻ đứa đi? Khỏi hù. Nay mai á, tôi đẻ một nhà con trai. Tới lúc đó tôi coi thử chị còn dùng thằng nhỏ để làm trình làm thử với anh nữa không. Trời ơi, em nghĩ anh nên khuyên vợ của anh á nên học thêm vài món ăn đi nha, với là đọc báo nhiều hơn chút. Tôi không biết nấu ăn, nhưng ít ra tôi còn biết chồng tôi thích ăn mì gói, để mà mua cho đúng khẩu vị. Tuyệt đối. Thì ra là vậy. Nè. Thì ra những cái lúc mà anh rảnh rỗi, anh thường ngồi kể xấu vợ cũ của anh cho vợ sau nghe đúng không? Đúng, có đâu. Đời sống tinh thần của hai người cũng phong phú dữ ha. Thôi mà. Trời ơi. Ba cũng về. Về đi con. Bye bye ba. Bye bye con. Ai chủ ra đây vậy? Thiệt tình. Nhiều dữ vậy sao hả con? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết đó là miếng đất cuối cùng của ba con không? Dạ con biết. Giờ bán đi con cũng tiếc lắm chú à. Nhưng mà lúc trước còn sống, ba con cũng hay nói, miễn sao gia đình êm ấm, con cái hạnh phúc là được rồi. Đất đai thật ra cũng không có gì quan trọng lắm. Hơn nữa bán đi
con cũng nghĩ cách sao cho nó sinh lợi. Chú cứ yên tâm nha. Con vốn là bạn. Dạ. Làm gì? Chú Chính đừng có hỏi con được không? Thôi, để Chính lo cho. Bạn đi, con cũng thấy tiếc quá. Mảnh vườn này, chú đã bỏ công sức ra trồng, không biết bao nhiêu lâu nó mới được như vậy. Thôi để mai mốt làm ăn có tiền, con mua lại. Lúc đó, chú lại ra ở với tụi con nha. Con lo gì? Ở ngoài đình người ta đang cần thêm người, lo cái tủ thuốc từ thiện đó. Chắc Chính ra đó coi mà giúp người ta. Chứ già rồi, không đi tới đi lui mau chết. Chú đừng có buồn con nha, con đi đây. Nè. Dạ. Hạnh phúc á là cái thứ không thể dàn xếp bằng tiền được đâu nghe con. Dạ. Ông không quan tâm tới nhan sắc hả máu anh? Ừ. Ông bị điên sao trời? Thì đó, vậy mới nói. Đã vậy hả? Có con cây quạt à? Nghĩ sao? Chỉ ngay một mình mát mình thôi, không quan tâm đến ai hết trơn á. Có người đó mà kỳ cục. Thôi, vậy dẹp là đúng rồi. Thôi, ngày mai đem cây quạt đó đi đổi cây quạt khác vô. Không, con không đổi. Để ở đó, ít ra con cũng đã thử được một số ứng cử viên của má rồi đó. Chừng nào á, má đừng có dắt ai về nhà nữa đi. Lúc đó, con đổi cho má. Ha! Thấy nghĩ sao? Mới thấy cái bếp ga mà đã chạy mất dép rồi. Làm sao mà sánh với Du Mông được trời? Cái gì? Ai Du Mông? Du Mông là ai? Hả? Truyền thuyết Du Mông đúng rồi. Là làm sao? Đâu có đẹp bằng Tóc Binh Bang đâu. Trời đất ơi. Mê phim Hàn Quốc tới độ mà nhớ nhân vật trong phim Hàn Quốc không à. Vậy qua bên Hàn Quốc lấy chồng luôn đi. Đó, tư vấn giỏi quá, tư vấn đi. Ai cũng không chịu hết trơn á. Vậy thôi cho chết già luôn là vừa. Thôi mà. Thôi ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm đi. Tục trưng, tục trưng. Con đói bụng chưa? Má cho con ăn cơm nha. Má à, suốt ngày chửi đàn ông. Em gái của em thì má con lại không cho. Chị đẹp, chị nói má đi. Vô bán kết mà gặp ba một cái đừng có bỏ thi nha. Má, bộ bà thi chung với má hả? Có, bà đi thi chung mà có bà sao nữa, cho nên chưa có dịp hàn huyên tâm sự. Nhiều chuyện. Ngoại, có phải ông ngoại không nói gì với ngoại nên ngoại giận không? Chứ, cái con nhỏ này. Dám. Má, con thấy vậy nè, má bỏ thi là đúng rồi. Chứ bây giờ tới lui gặp gỡ như vậy mất công lắm. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Ba hả, dự thi cái bài Mimosa. Cái bài mà chiều nào ngoại cũng nghe đúng không? Hèn chi. Hèn chi cái gì? Trời ơi, cưng con quá đi à. Nè 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 nè, làm gì vậy? Sao cứ má má con với con chó hoài vậy? Bây giờ muốn ăn á thì mang cái đĩa ra, bỏ xuống cho nó tự ăn. Trời ơi, nghĩ sao mà cho nó tự ăn vậy? Em ẩm nó như vậy nè, vuốt ve nó, nựng nó, còn chưa chịu ăn nữa. Ở đó mà tự ăn, ha cục cưng ha. Thiệt tình, nói chung là bỏ đi. Thôi khỏi nói gì hết á, tao bỏ rồi. Sao phải bỏ? Gặp con á là con cứ thi. Má Oanh cũng thấy vậy á, thi vui mà, có gì đâu. Bỏ là đúng rồi. Con cũng thấy vậy là đúng rồi đó má. Dính dáng gì cho mất công. Ngoại mà bỏ thì người ta nghĩ là ngoại còn yêu đó. Đúng rồi đó, con nói đúng rồi đó Tú. Đúng đúng cái gì mà đúng đúng? Toàn nói theo người ta không à. Nói bỏ là bỏ, dứt khoát là như vậy. Chị, bữa nay chị sao vậy? Bộ có vụ nào khó lắm hả? Sao vậy? Mấy cái chuyện trong gia đình này thôi là đủ khó rồi. Mà Oanh nè, chị năn nỉ em đó. Làm ơn đi, cho con chó này cho ai đi. Trời ơi, trong nhà hôi lông chó quá à. Còn em nữa, em đi ra ngoài quen người này người kia đi. Trời đất ơi, hai má con ta đang vui vẻ đầm ấm vậy, nghĩ sao đem đi cho vậy? Còn đi ra ngoài hả? Không dám đâu, ở nhà có thiếu gì phim hay, ra ngoài bỏ uổng lắm. Ha con ha. Con đẹp nó nói đúng đó. Má không thi nữa đâu. Ngoại nói như vậy á
Ý là ngoại muốn thi tiếp đó. Ngoại, cứ thi đi ngoại, con ủng hộ ngoại. Nói gì vậy? Nu, con bị gì vậy? Gì vậy? Cá xương hả? Sao vậy con? Con ghét cá, tanh quá. Ủa, vậy chứ bên nhà ba má hai cho con ăn gì? Má Oanh đừng có hỏi. Mẹ con nói chuyện ở đâu phải để ở nhà đó, không được kể ra ngoài. Hiểu rồi ha. Nói vậy là Nu được ăn xúc xích đã đời rồi đó. Thôi nha, con lo ăn đi nha. Ờ mà nè, kỳ này con hạng mấy? Tại sao con không nói với mẹ? Hạng 5. Ủa chị chưa biết hả? Hạng 5. Thiệt hả? Ủa bữa nay nhà mình có chuyện gì vậy ta? Chị ơi, chị phải vững vàng lên. Chị là vợ mà, còn cái cô kia chỉ là người thứ ba thôi à. Người thứ ba thì phải sợ mình chứ, sao mình phải sợ người ta? Cái gì? Cô ta gọi điện thẳng tới cho chị luôn hả? Rồi chị có nói cho chồng chị biết chưa? Hả? Chị nói cho anh biết, anh còn chửi chị nữa hả? Chị ơi, thôi chị nên chia tay đi. Như vậy là anh ta hết yêu chị rồi. Nếu mà anh ta còn yêu chị thì anh ta phải binh vực chị chứ không phải là binh cô ta. Cái gì? Chị không có việc làm hả? Dạ, cái này thì... Dạ, chị đợi em chút xíu nha. Giờ em nói chị nghe nè. Chị phải can đảm lên, chị cứ ly dị đi. Pháp luật sẽ ủng hộ chị. Anh ta phải có trách nhiệm chu cấp cho chị nuôi những đứa bé. Rồi sau khi ly dị á, thì chị mở một cửa hàng nào đó buôn bán. Rồi chị tuốt cho mình thật là đẹp. Biết đâu lúc đó anh thấy tiếc, anh quay lại với chị sao? Dạ. Dạ, vậy nha chị nha. Dạ, em chào chị. Công nhận nha, anh giỏi thiệt đó. Em thấy anh đi làm tư vấn viên được đó. Được thôi sao? Phải nói là quá được đi chứ. Ủa, mà chị Điệp đi về rồi. 9 giờ chị mới tới trực. Chị không nói với anh hả? À, có gọi nhưng mà tắt máy, chắc là hết pin rồi. Vậy thì anh phải đành ăn một mình vậy. Anh đợi em chút. Dạ alo, trung tâm tư vấn trái tim xanh xin nghe. Gái, anh sai quá rồi gái ơi. Dạ anh ơi, xin lỗi, anh cần tư vấn gì ạ? Anh cần tư vấn bây giờ là anh muốn sai em. Được không? Anh không có làm gì em hết á. Mình chỉ nói chuyện thôi mà. Dạ anh ơi, dạ xin lỗi, ở đây tụi em chỉ có tư vấn thôi, chứ tụi em không có, không... Thì anh có vấn đề tâm lý đó. Tâm lý của anh á, là anh muốn nói chuyện vui vẻ với em. Dạ anh ơi, xin lỗi. Tụi em thì quen quá rồi, một giờ thôi, anh bo cho. Hả? Anh đang ở trong khách sạn nè, có mình anh à, không có ai nghe hết trơn á, hai đứa mình thôi. Ok, anh kể đồ ra nghe. Xin lỗi quý khách, tư vấn nữ đã hết giờ trực. Vấn đề của quý khách là gì? Xin trình bày, tôi sẽ trả lời. Ở đâu ra vậy trời? Cảm ơn anh nha. Tụi em ở đây trực đêm hay gặp vậy lắm. Có nhiều ông kỳ cục muốn chết luôn à. Vừa dai mà vừa nhây nữa. Bực bội lắm. Thôi, em nói với sếp em đi. Tuyển anh đi, mỗi tối tối anh lên đây anh sẽ giải quyết mấy vụ này cho. Anh nói thiệt không đó? Mấy người đó biết tư vấn của tụi em toàn là nữ, cho nên mới làm vậy á. Hay để em nói với cô Thái, tuyển thêm nhân viên nam. Ở đây á, chỉ có chị Điệp là giỏi xử lý mấy cái chuyện này thôi hả? Không có ai mà gọi tới á, gặp chị mà dám nhây hết trơn á. Hách vậy đó hả? Chị Điệp giỏi thiệt mà. À, hả? Mà sao bây giờ chị chưa tới ta? Anh cũng không biết. À, mà em ăn gì chưa vậy? Dạ chưa, em đang đói bụng nè. Ủa, không ai mang đồ ăn tới cho em à? Hay, em đâu có cao giá dữ vậy đâu anh. Ngang trái lắm anh ơi. Vậy thì phải kiếm cái gì uống để ăn mừng sự ngang trái đó đi ha. Để anh gọi điện thoại, kêu đồ ăn vô đây, ngồi ăn chờ Điệp luôn. Dạ, vậy cũng được. Vô đi.
Chuyện gì vậy? Em muốn nói chuyện với anh chút xíu được không? Có gì không? Anh đang làm việc. Anh à, em nghĩ là vợ chồng của mình sống với nhau cũng đã lâu rồi. Chắc là anh cũng hiểu ý em. Từ nhỏ tới giờ, em cũng chỉ biết học thôi. Thôi, em nói ngắn gọn thôi. Bây giờ em muốn cái gì? Theo anh, thì bây giờ mình nên làm gì để thay đổi ha anh? Anh muốn em làm gì, anh cứ nói hết ra đi. Vì anh, cái gì em cũng làm hết. Đã làm tới đây rồi á, muốn làm gì thì làm đi. Giờ còn hỏi ý kiến chi nữa? Nhưng mà em vẫn muốn hỏi ý anh. Em muốn vợ chồng mình vui vẻ và hạnh phúc trở lại anh à. Thôi, em đi ra ngoài đi, anh đang làm việc. Anh à, anh có muốn mở phòng mạch ở nhà không? Em chỉ muốn anh biết là em thật sự quan tâm anh nghĩ gì, muốn gì. Em muốn biết hết mong muốn của anh, muốn giúp đỡ anh. Cảm ơn em, nhưng mà... Em bán miếng đất của bà để lại cho mình. Được nhiêu đây nè, anh cứ cầm lấy để làm vốn liếng làm ăn. Còn lại anh cứ đổi chiếc xe hơi mà anh thích. Tụi nhỏ bây giờ cũng cần có cái để đi học cho đỡ khói bụi rồi. Phúc là cái thứ không thể dành xếp bằng tiền đâu nha con. Ma, ma uống sữa nè ma. Mới ăn cơm pha sữa chi sớm vậy con? Má, cái vụ mà đi thi tiếp á, má muốn thì má cứ đi thi đi nha. Tại vì con nghĩ kỹ rồi, bây giờ má cứ căng thẳng với ba, rồi còn con lại căng thẳng với ba của thằng Nu. Riết rồi không khí trong nhà mình nó ngột ngạt quá, làm ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ với lại cả Oanh nữa. Ảnh hưởng gì mà ảnh hưởng? Má thấy con Oanh còn thoải mái yêu đời hơn con nữa đó. Con tự lo cho con đi. Má, má có thấy là con Oanh hồi này nó chăm sóc con chó y như là con đẻ của nó vậy. Thiệt con thấy kỳ ghê luôn á. Con tính nói chuyện với nó mấy lần rồi mà con không biết bắt đầu như thế nào. Bây giờ không lẽ kêu nó bỏ con Bi đi sao? Nè mà sao lúc này má thấy con sao á? Bộ trung tâm có chuyện gì hả? Không phải. Mà con thấy như vậy là mắc bệnh về tâm lý rồi đó. Như vậy là không có bình thường đó má. Con mới là không bình thường á. Con đi làm cái nghệ tâm lý xong rồi cái nhìn đâu cũng thấy bệnh hết trơn á. Nhà mình ai cũng bình thường hết á. Má. Thôi 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 căng thẳng quá, đi tắm đi cho khỏe. Đi đi. Nè, dạo này con có thằng nào không? Trời ơi, làm gì có má. Vậy thì tốt. Đừng có để đàn ông nó làm cho mình phân tâm. Phải tự mình yêu lấy mình đi. Phải ráng làm gương cho con Tú. Cho nó thấy là không cần đàn ông mình vẫn làm được. Đàn ông không có tin nổi đâu. Dạ thôi, má uống sữa đi. Con xin phép. Anh nói em nghe, cái máy chống trộm đó đem thử nghiệm ở các nước. Đặt ở Mỹ á, một ngày bắt được 3 thằng ăn trộm. Ở Trung Quốc á, một ngày bắt được 7 thằng. Khi đem về tới Việt Nam thì chỉ cần 15 phút sau thì cái máy đó bị mất trộm. Em biết tại sao công ty của anh làm ăn phát đạt rồi đó. Miệng lưỡi anh như vậy thì chắc là có nhiều đối tác nữ lắm hả? Đâu phải là kể chuyện Tiêu Lâm là lý do thu hút khách hàng của em. Chứ sao? Người mà quyến rũ á, không cần phải kể chuyện Tiêu Lâm cũng quyến rũ mà. Em hỏi anh chuyện này, nhưng mà anh đừng có cười em nha. Anh với chị quen nhau lâu rồi, sao chưa thấy cưới vậy? Cưới chi? Sao lại chi?
thì cưới nhau về nè, rồi cùng ở bên nhau, cùng chăm sóc nhau, rồi đi đâu cũng có nhau. Thì bây giờ tụi anh cũng vậy, cũng ở bên nhau, chăm sóc nhau, đi đâu cũng có nhau. Tội gì phải cưới chứ em? Nói như vậy là không đúng. Cưới nhau rồi thì sẽ khác đi, sẽ sâu sắc hơn chứ. Anh với em còn lãng mạn quá. Vậy em lấy chồng đi thì sẽ biết nó đi hướng nào à. Nè, anh trải qua bao nhiêu lần đò rồi mà có vẻ bi quan quá vậy? Đủ để thấy hôn nhân là địa ngục. Chắc là anh đáng thương lắm. Đã nói là đủ ngán. Anh thật là đáng thương. Không có gì đáng thương hơn là mất lòng tin. Dù sao thì em vẫn nghĩ hôn nhân và tình yêu là điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Anh cũng nghĩ vậy. Ý anh nói là em dễ thương, rất rất dễ thương. Tú à, sao có tin vui mà không cho mẹ hay vậy? Tú à, con làm gì vậy? Ra đây cho mẹ hỏi nè. Tú, Tú à, Tú, trời ơi, Tú, Tú ơi, Tú ơi, con sao vậy nè, Tú, tỉnh lại con, Tú ơi, con sao vậy nè, Quanh ơi, Quanh. Trời ơi, nhỏ này khi không tự nhiên nó bị. Trời ơi, đứng một chỗ được không vậy hả? Em lo quá à, sao tự nhiên nó bị vậy vậy? Em hỏi chị biết hỏi ai đi hả? Bộ em lo chị không biết lo sao? Bây giờ sao? Vui ơi, Vui chạy lên lầu kêu mấy đứa nhỏ thức dậy giùm em đi. Còn anh Tính á, đến 9 giờ anh mới đi làm lận, cứ để cho anh ngủ. Dạ. Để đem coi cho. Chào cậu. Sao, có gì ăn chưa? Em đang hấp há cảo, với lại làm quà thánh cực nè. Mà sao hôm nay anh dậy sớm quá giờ? Hôm nay anh có việc, thôi em làm nhanh đi. Dạ. Cô, sao sáng nay ổng kỳ vậy? Có gì đâu. Tin vui là mình sắp có phòng mạch tại gia rồi đó. Lúc đó cho Vui phụ ảnh làm y tá nha. Vậy là cô đưa tiền cho ổng mở hả? Sao Vui lại nói như vậy? Của vợ công chồng mà, phân biệt làm gì chứ? Hèn chi, lâu lắm rồi á tôi mới thấy ổng hỏi cô một tiếng trước đó nghe. Nấu ăn cực gần chết, mà có người ăn á, vui ghê. Nó nhỏ nhỏ thôi. Vui coi giùm em nha Vui, em nghe điện thoại. Dạ. Alo. Cúc hả? Mình đang ở nhà. Thôi, có gì lát nữa mình gọi là sao nha. Nguyễn Đình Cẩm Tú. Dạ, dạ đây. Kết quả xét nghiệm đây. Dạ. Như vậy là cháu nó không có bị gì phải không bác sĩ? Không có gì, chỉ bị choáng thời đầu thai kỳ thôi. Cái thai ổn. Dạ, bác sĩ có giỡn không vậy? Con tôi nó... Con chị đang mang thai, khoảng hơn 3 tháng rồi. Chị không hay biết gì sao? Mà hình như cô bé đang học 12 thì phải. Thank you.
Một lát nó tỉnh dậy á, hỏi liền coi thằng nào. Không biết có phải cái thằng mà hay tới học nhóm với nó không? Kêu cha mẹ nó tới nói chuyện phải quấy. Mà, con có hỏi Quanh rồi. Quanh nó nói là thấy hai đứa nó ngồi học chung với nhau suốt à. Ngay trước mắt luôn á, không đi đâu hết. Thôi đi. Cái bà đó ta bà lắm, bả mà ngồi canh gì được. Rồi có nhiều khi, có khi nào nó làm ngay trong nhà mình không? Không có đâu má. Má thấy cái thằng đó đó, nó hiền lành nhút nhát, có khi còn lù khù, làm sao nó dám làm cái chuyện đó. Lù khù giác cái luôn mà chạy, không nghe ông bà nói sao? Bây giờ có nói cái gì á thì nó cũng vậy rồi. Đợi cho nó tỉnh đi, rồi bồi dưỡng cho nó khỏe lại mấy ngày, rồi kêu người ta phá đi. Má, phá vậy tội quá mà. Tội chứ giờ làm sao? Mới chưa học hết lớp 12 mà có con là sao? Mà nếu để lại á, rồi bà con, bạn bè, rồi gia đình, rồi giải thích làm sao đây? Má, hồi đó má 17 tuổi, má cũng có con rồi. Bởi vậy mới ra nông nổi vậy nè. Không có nói nhiều nữa, bỏ đi. Má, em thấy cái bệnh án đó mình phải nghiên cứu lại cho anh à. Anh nhìn kìa. Bữa nay em tính dữ nghe. Có gì đâu. Đây là số tiền anh mới vừa bỏ vô tài khoản của bệnh viện Hoàng Hảo Tương Lai. Chỉ còn thiếu một nửa nữa là đủ. Ở đâu anh có nhiều như vậy? Tại vì tôi tính mở phòng mạch ở nhà, nên thôi cứ từ từ. Trời đất ơi, dữ quá. Chú nói sao mà chờ chú đưa tiền vậy? Anh cứ làm như em. Em làm ăn từ trước tới giờ, chứ đâu phải mới bây giờ đâu. Thôi, em vô trước đây. Anh đó, anh chọc ổng, ổng tự ái đó. Ổng ghét ai nhắc tới vợ ổng trước mặt ổng đó. Không có vợ hắn, hắn đã tiêu từ hồi vụ thuốc giả lần trước rồi. Hắn chỉ được lúc mới cưới thôi. Còn bây giờ làm ăn chung với hắn phải về chừng đó. Còn vụ kia sao rồi? Dạ, em vẫn đang lo. Cứ vậy đi ha. Dạ, mình đi anh. Ủa, mẹ. Tú, tại sao vậy? Tại sao con lại có thai chứ? Đâu có sao đâu mẹ. Con với nó học chung, rồi tự nhiên mà cũng giống như ba mẹ hồi xưa thôi mà. Con không thể nào so sánh như vậy được. Hồi đó ba mẹ có cưới hỏi đàng hoàng, và không bao giờ mẹ gọi ba con là nó hết. Đám cưới á cũng chỉ là làm rùm beng lên cho thiên hạ biết đêm nay hai người bắt đầu ngủ với nhau thôi mà. Đâu có cần phải tốn kém cho một cái thông báo như vậy đâu. Tú à, con có biết là con mới 17 tuổi không hả? Con còn chưa học xong lớp 12 nữa. Con không ý thức được chuyện đó hả con? Có chứ mẹ, sanh xong con sẽ học đại học. Mẹ đang đợi con tỉnh để bàn chuyện này với con đây nè. Phải bỏ cái thai này thôi, con có hiểu không? Không, con muốn để. Tú à, con có biết là con đang chôn vùi tương lai của con không hả? Con thấy mẹ đang muốn chôn vùi đứa nhỏ này thì đúng hơn á. Nó có tội gì đâu mẹ. Tại sao con lại cứng đầu cứng cổ như vậy hả? Thôi được rồi, mẹ phải kêu bà con nói chuyện với con mới được. Thôi mẹ, con mệt muốn chết luôn á.
đi về cho rồi. Mọi người về rồi hả? Tú, con lên phòng con nằm nghỉ đi, để má Oanh lấy sữa cho con uống nha. Con chỉ có bầu thôi chứ có gì đâu mà. Ai nấy như đôi đám vậy? Ngoại, mai ngoại thi tiếp phải không? Con đi với ngoại. Còn thi cử cái gì nữa? Nó mà không chịu, con cũng phải đè nó ra mà phá đi. Chứ bộ con tính để nó mang tiếng không chồng mà chữa hay sao? Sao mà đè được má, nó không chịu mà. Rồi con sĩ diện của cái nhà này sao? Bao nhiêu năm nay ăn ở đàng hoàng, rồi tự nhiên bây giờ xảy ra vậy à? Rồi mai mốt chồng con về nó hỏi, con dạy con làm sao mà để nó ra nông nổi như vậy? Rồi ông ngoại nó hỏi má nè, dạy cháu gái làm sao mà để nó như thế này? Má à, không có gì hết á, má cứ nói là mình bị hại. Tao giết mày chết rồi nghe chưa? Ông coi, con nói là sao nó giỏi quá, nó đi trước con một bước rồi kìa. Trời trời đất ơi, nói cái gì vậy? Thôi má, từ từ để con tính má. Mà mình không hỏi được thằng nào hả? Phải biết được chứ. Trước sau gì cũng phải ra thôi. Tìm cho ra, tới nhà nó làm cho một trận, rõ trắng đen. Trời ơi, Peppy ơi, vậy là con sắp ra rìa rồi đó Peppy. Mày làm cái gì vậy Oanh? Dạ. Làm cái gì vậy? Giờ này bé đi gì? Đó, má thấy chưa? Con nói có sai đâu. Chị Điệp. À Trúc nè, cho chị xin lỗi nha. Hôm qua nhà chị có chuyện, với lại điện thoại của chị cũng hết pin nữa, nên chị không gọi cho em được. Không sao đâu mà, em nói rồi, chị có bận gì á thì chị cứ ở nhà đi. À mà chị, anh Thông á công nhận vui tính thiệt nha. Trời đất ơi, mới gặp ảnh có 1 lần thôi mà biết ảnh dí dỏm nữa hả? Ủa, anh Thông không kể với chị chuyện tối hôm qua em với anh ăn ở văn phòng chờ chị hả? Anh Thông tới tìm rủ chị đi ăn, nhưng mà chị đi về rồi, gọi điện cho chị cũng không được, cho nên sẵn tiện em đói bụng quá, hai anh em á mua đồ ăn vô ngồi ăn chờ chị. Ăn hết đồ ăn chờ hoài không thấy chị, hai anh em đi về luôn. Mà nhờ vậy á em mới phát hiện ra chị với anh Thông á thỏa thuận với nhau không có cưới. Chị ơi, em nói thiệt nha, như vậy không có được đâu. Anh Thông á nhìn ok như vậy á mà chị không kêu anh cưới nhanh á, có người nhào vô bây giờ đó. Thì chị nghe lời em đi, kêu anh cưới liền đi. Chị biết không, phụ nữ bây giờ mà thấy anh độc thân như vậy á thì nguyên tắc á mấy cô sẽ tấn công ảnh một cách tới tấp cho coi. Nè em. Dạ. Lịch của chị hôm nay có bao nhiêu ca vậy? Dạ có 3 ca. Chị coi nè, mấy bộ hồ sơ lần trước á em xếp rất là cẩn thận từng bộ một đó. Trời đất ơi, hồ sơ mà cũng màu hồng nữa đó hả? Thì cho dễ thương mà chị. Em có món quà này tặng cho bé Tú, chị đợi em chút nha. Nè chị. Thật ra thì bé Tú... Ủa? Tuyết Minh, vô đây em. Cảm ơn em. Dạ. Em chào chị. Dạ. Ngồi đi em. Kéo mình xuống cho mát nha má. Thôi, má bệnh. Đắp lên đi. Không, má cho lạnh. Má. Lạnh. Ngoại có thấy đỡ hơn không ngoại? Hay ngoại đi bác sĩ nha. Đi bệnh viện về mới bệnh, bây giờ trở ngược vô bác sĩ làm chi? Ngoại của con á bị như vậy á là do rầu cái vụ của con. Thôi bây giờ con nói đi, ai vậy? Ai vậy con? Thôi, con không có nói đâu. Sao vậy Tú? Con không nghĩ tới má con làm sao? Má, từ từ má. Nuôi con từng ngày, chỉ mong là lớn lên nó có một tương lai tốt đẹp, một cái đám cưới rỡ ràng. Con làm vậy là má con đau lòng lắm, con biết không? Ủa má, như vậy là con không đám cưới,
con cũng làm cho má đau lòng lắm hả? Đó, ngoài trả lời má Oanh đi. Gì vậy, con nhỏ thì vô duyên. Tớ mới nói chuyện nọ rõ chuyện kia. Nói đầm hơi không à? Chứ còn gì nữa, má nói vậy cũng như má nói con luôn rồi. Má thường nói với con á, đàn ông không có tốt, phải tránh xa ra. Tự nhiên giờ má nói không làm đám cưới làm cho má đau lòng à. Đúng rồi, ngoại mâu thuẫn trầm trọng luôn á. Người ta nói không có được mà. Bây giờ không có thì thôi, mà hễ dính tới thằng nào thì phải bắt nó chịu trách nhiệm. Trách nhiệm gì chứ? Con dụ nó mà. Hả? Hả? Con dụ nó hả? Con dụ sao kể má Oanh nghe coi. Má Oanh tính bắt con khai ra chứ gì. Con đâu có khờ đâu. Thôi, chuyện đã xong rồi. Ngoại không cần phải giả bộ đắp khăn lạnh nữa đâu. Con đi tắm đây. Nè, nhưng mà thằng đó nó biết chưa? Bộ nó không nhận hay sao mà con phải giấu? Con chưa có nói. Mà cũng không biết là nó có nhận hay không nữa. Mà nó có nhận hay không á, cũng đâu có sao đâu. Sao mà không sao? Tú. Ủa, mà sao nó biết má giả bệnh vậy ta? Trời ơi, nó đi rồi mà đắp hoài. Cái khăn lạnh ngắt nó chịu đựng nãy giờ. Nó nóng được muốn chết luôn nè. Tự nhiên là ta, cái khăn bỏ vô tủ lạnh kêu đừng lạnh. Em đã làm được nhiều việc, hy vọng là tình hình có thể thay đổi được chị à. Nhưng mà việc của Sơn bỏ lửng nửa chừng, chắc là em sẽ không được yên đâu chị à. Vì em đã bỏ anh ấy hết một lần rồi. Rồi bây giờ em định làm gì? Em đi gặp Sơn. Lỡ như Sơn vẫn còn yêu em, như vậy là em lại làm cho anh ấy buồn thêm một lần nữa hả? Từ trước chị có nói với em là tại sao em không nhờ một người khác. Nhưng mà em đã không còn ai thân thích hết, nên tự nhiên em nghĩ tại sao mình không nhờ chị chứ. Nhờ chị? Chị chỉ sợ với tính cách mà em kể về Sơn, Sơn sẽ không nghe lời chị đâu. Chính vì Sơn không dễ nghe người khác, cho nên em mới nhờ chị. Em nghĩ là chị có thể làm được. Mình à, em vẫn còn yêu nhiều. Yêu rất nhiều phải không? Yêu hả chị? Em sực nhớ là từ lâu lắm rồi, em đã không còn nghĩ đến tự yêu nữa. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, cứ cho là chị sẽ đi gặp Sơn. Sơn nghe lời chị hoặc là không nghe lời chị, rồi sao nữa? Thế nào em cũng sẽ nghĩ ra một chuyện gì đó mà em chưa làm được cho Sơn, rồi em lại đi tìm gặp chị. Lúc đó mọi chuyện rối tung lên và sẽ không dừng lại đâu, em hiểu không? Tốt nhất là đừng làm gì hết. Em à, làm gì á thì cũng chỉ gọi là chuyện cũ thôi à. Mà bây giờ mọi chuyện đã yên hết rồi. Em à, chuyện của Sơn, Sơn tự biết lo. Chị nghĩ thế nào rồi cũng sẽ có người giúp Sơn à. Mà chuyện của Sơn bây giờ không phải là chuyện của em nữa, em có hiểu không? Chị nói đúng. Nhưng mà bây giờ vậy nè, em nên giúp em tự yên ổn. Nếu như em thật sự muốn gia đình của em hạnh phúc thì em phải cắt đứt mối quan tâm đó là việc cần làm nhất, chứ không phải mấy việc kia, không phải bất kỳ việc nào khác, em hiểu không hả? Xin lỗi thầy. Dạ, em xin lỗi thầy. Nhưng mà lúc đó em cần liên lạc với mẹ em. Dạ, xin lỗi thầy. Đúng ra thì ngay ngày hôm sau tôi phải đưa cháu đến để xin lỗi thầy. Nhưng mà tại vì cháu nó phải nhập viện nên tôi chỉ gửi đơn xin nghỉ học thôi thầy à. Chị có thấy con chị không hề có thiện ý muốn xin lỗi hay không? Xin lỗi thầy, thực ra tôi phải mua điện thoại cho cháu để liên lạc. Bởi vì nhiều khi tôi không đón được, cho nên phải nhờ xe ôm gần nhà đón đó thầy. Tôi không cấm xài điện thoại,
nhưng đang trong giờ học tôi phải nghiêm cấm. Năm nay là năm thi. Kỷ luật dành cho khối 12 gắt gao cỡ nào, chị biết rồi đó. Dạ, tôi hiểu mà. Lỗi này là lỗi tại tôi, tại vì tôi dạy cháu không đến nơi đến chốn. Thôi thì mong thầy bỏ qua lần này cho cháu được không thầy? Chắc chị cũng biết kết quả tháng rồi việc học hành của Tú ra sao rồi chứ. Tú, đừng có nói với mẹ là không phải con đứng hàng năm chứ. Hạng năm hả? Hạng năm từ dưới đếm lên đó chị. Học hành cái kiểu đó mà nếu có thêm bất kỳ vi phạm nào, nhà trường sẽ đuổi học luôn đó chị. Thôi chào chị, tôi có việc phải đi. Dạ cảm ơn thầy. Tú, vậy là sao hả Tú? Còn nói dối mẹ, nói dối cả má Quanh nữa là sao hả? Con làm cái gì vậy? Nói cho mẹ biết, nó là ai? Hả? Nói với bạn của con, tối nay mẹ muốn gặp nó. Làm gì mà cái mặt như nuôi đám vậy? Tụi mình sắp thi tốt nghiệp rồi. Lỡ ba mẹ Linh mà biết được chuyện này, chắc là Linh tiêu luôn. Đừng có lo, vụ này là do mình mà bạn. Rồi sao? Sao làm sao? Thì dù mẹ Tú đó. Không biết. Giá như mà Linh trưởng thành hơn một chút nữa, có công việc làm ổn định đó thì tốt biết mấy. Có ai bắt nuôi đâu mà cứ nói hoài vậy? Nhưng mà tối nay làm sao Linh dám gặp mẹ Tú bây giờ? Sao hỏi hoài vậy? Hỏi tôi không biết hỏi ai. Hay là nói Linh đi vắng rồi? Làm vậy sao được? Coi cái mặt kìa,